Xin chào mọi người, hôm nay Vua Xe xin giới thiệu một bộ sưu tập toàn siêu xe Chi tiết một dàn siêu xe đang bày và xếp hàng gọn gàng đây ạ Và hôm nay chúng tôi xin giới thiệu từng mẫu một để mọi người xem Đây là chiếc Maybach S600 này Đây là chiếc toyota Prado tập màu trắng này Đây là chiếc... Xe đầu kéo ben thùng này. Đây là chiếc xe nhạc giã ngoại này. Đây là chiếc G65 Brabus này. Còn đây là chiếc G700 bớt màu đỏ bốc đô này. Tiếp tục đây là chiếc Toyota Prado màu đen này. Đây là mẫu xe Rolls-Royce Cullinan màu đỏ này đây là mẫu xe uh, Fanny Super Sport này, đây là mẫu uh, Rolls Royce Phantom màu đỏ mận này, còn đây là mẫu xe Aston Martin. phía đằng sau đây là chiếc uh, xe đầu kéo có cái xiếtắc uh, chở xi măng rời này, Đấy. trong hộp uh, thì cũng có luôn đầu kéo máy múc hoặc là độc kéo Constantler. Rất là nhiều mẫu xe đang có được bày bán tại vua xe. Rất là nhiều mẫu. Quay toàn cảnh luôn. Một sàn siêu xe. Chưa ở đâu nhiều siêu xe như ở đây ạ. Mọi người quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ cho vua xe theo số điện thoại là 070 228 5999 để chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn về chính sách bán hàng cũng như là giá cả. Ở đây là chúng tôi xin giới thiệu một loạt siêu xe, các cái mẫu mô hình xe, các cái tỷ lệ khác nhau. Đi một loạt nữa này. Vâng, rồi cảm ơn nữa. mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.